một lần là một cây đúng không? Nợ nha, lần sau đánh thêm hai cây nha, có nghe không? Đã nói một tiếng là nghe nha, chứ không để nói nhiều lần nha. Chị đi đâu? Dạ đi đâu? Đã nói không được xài tiền mà qua xin tiền mà quậy lên đầu nha. Cho tiền mua, xin đàng hoàng mẹ mới cho, không có tự sự tự họ đòi tiền. Con muốn uống nước gì nè? Anh ba muốn uống nước gì? Hả? Đó mẹ nghe coi. Anh ba uống nước gì? Anh Phát kêu mua nước gì? Đừng có bài đặt bắt chước anh Phát. Uống đáy trong quần luôn.